Hai, xin chào chị các bạn. Hôm nay là ngày 31 tháng 8, chuẩn bị 29 rồi. Sáng uống cà phê, sẵn quay phim nhân chị cây Nokia 67 bạc bóng. Mấy bữa trước em quay cây bạc nhám rồi, hôm nay quay bạc bóng, anh nào thích nào màu nào lấy vào đó nha. Đây, cận cảnh 67 Oran tiếp, đó, màu sắc bạc bóng nè, khung ga ghi nè. Đó. Rồi, ok. Vẫn là cái hộp y chang vậy luôn. Mở ra. Con này là mở mạng sẵn hết trơn nha anh chị, bỏ sim xài thôi. Đó. Đó, bật bóng. Phụ kiện thì cũng như mấy con kia thôi nha anh chị, khỏi quay nha. Đó, cũng sạc để nghe vậy thôi. Quay máy thôi. Cái bao đựng máy nè. Đó. Rồi. Mấy con mới cởi vậy là giờ chua rồi anh chị ơi, năm nay là khó kiếm rồi. Đó, quay cận cảnh nè. Mặt trước cái logo nhà mạng Ogan rồi thấy không? Không? Rồi. Cũng là miễn NT chưa xài, chưa lột. Mở ra. Đó, nắp lưng. Bên trong. Cục pin, thẻ nhớ, sim. Thôi, mở nguồn đi. Bỏ sim rồi xài nha anh chị. Sóng rất là mạnh. Bốp. Cũng như mấy những cây kia luôn, không có tiếng Việt. Mua thì em chạy tiếng Việt thôi. Đó. Con là máy mới nhưng mà con cái khúc này nè. Cái gáy này nè. Bỏ vận chuyển sao mà nó dâm dâm nhẹ nhẹ nè anh chị. Đó, thấy không? Nói chung là máy new mà bây giờ nó hơi dâm dâm nhẹ thôi. Nè nhìn kỹ nè, đó nè thấy không? Đó, anh nào thích thì cứ chơi đi nha. Loa lớn, chuông lớn, cái gì cũng ok, pin trâu luôn. Máy có 3G cho nên anh chị mua về bỏ sim xài khỏi lo gì nha. Đó, thì như 3G, 3,5G luôn. Nè, thấy không? Tắt thử. Tắt thử 3G nó có lên sóng không? Tự nhiên tắt thì chữ H nó cắt nè, thấy không? Đó. Thì có 3G thì mới lên hay sao ấy. Ừ, đã lên ha. Vẫn là bình thường. Đó, chuyển qua chữ E. À, bật 3G lại. Đó, bật 3G lại thì chắc lên chữ H lại hay sao á. Chân sạc. Lên hơi lâu ha. Chắc nay tắt nguồn ở lại mới lên quá. Tắt 3G, mở 3G lại. Rồi lên, lên. Rồi, lát nó cập nhật 3G sao. Rồi ok, anh nào thích cứ alo cho em nha. Những máy là anh chị nguyên một máy vậy nè anh chị. Đó, mua xài, mua tặng, mua biếu gì đó. Thoải mái nha. Đồ dinh nguyên cây khỏi lo. Đó, anh chị những máy là chị nguyên hộp vậy nè. Rồi, ok. Cảm ơn chị Slip nha. Chúc nghỉ lễ vui vẻ, 29 vui vẻ. Rồi, em vẫn ngồi uống cà phê tiếp. Cảm ơn chị Slip. Ok.